Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức lễ gắn biển công trình phát triển lưới điện phân phối tại huyện Vĩnh Thạnh, chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Công trình được khởi công vào tháng 6 năm 2023, gồm xây dựng mới 1.955m đường dây trung áp, 3.274m đường dây hạ áp và 3 trạm biến áp dung lượng 563kV-A. Tổng mức đầu tư hơn 8 tỷ đồng, đảm bảo cấp điện an toàn ổn định cho sinh hoạt và sản xuất của hơn 3.800 hộ dân ở các xã Thạnh Lộc, Thạnh Lợi, Vĩnh Trinh và thị trấn Vĩnh Thạnh. Qua đó còn góp phần cho các địa phương hoàn thành các tiêu chí về điện để sớm được công nhận nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.